Tôi làm nghề cho vay thế chấp đã được nhiều năm. Để mở rộng phạm vi làm ăn của mình, tôi cũng có thuê thêm một số môi giới để tìm kiếm khách hàng cho mình. Ai dẫn được khách đến và ký hợp đồng thành công thì tôi đều chia phần trăm cho họ. Ngày hôm đó anh Tú, một môi giới quen của tôi, có dẫn đến cho tôi hai người khách. Dạ em giới thiệu, đây là Giang, chị Linh. Thì cũng như hôm bữa em có nói chuyện với anh trước rồi đó, thì hai anh chị này đang cần vay một số tiền gấp, thì cho nên em mới dẫn anh chị qua đây để hôm nay gặp anh á, để nói chuyện. Thôi anh chị cứ nói chuyện nha, em có việc em đi trước. À thôi được rồi, bây giờ em có việc em cứ đi. Còn cái vấn đề mà tiền quỹ hồng của em á, dạ, khi nào mà anh giao dịch với bên đây xong thì anh sẽ chích lại rồi anh sẽ liên hệ anh gửi cho em sau. Dạ cảm ơn anh. Dạ anh xin phép nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Mời anh chị uống nước. Dạ. Sao hai anh chị muốn quay khoảng bao nhiêu tiền? Nói thiệt chả giấu gì anh, hai vợ chồng tôi thì cũng dân mua bán, nay có món hàng lớn, vợ chồng tôi tính ôm kiếm được chút đỉnh. Vợ chồng tôi nay qua đây vay 5 tỷ. Vay với số tiền lớn như vậy á thì anh chị có cái tài sản gì để thế chấp cho tôi không? Dạ có chứ, em có căn nhà này nè, anh xem qua giấy tờ sổ hồng đầy đủ. Mỗi lần có ai đến vay tiền, tôi đều cẩn thận kiểm tra rất kỹ trước khi ký hợp đồng. Hôm đó có hai người họ qua vay 5 tỷ và thế chấp bằng căn nhà. Tôi có coi qua thì không thấy có vấn đề gì, nhưng để chắc chắn, tôi cùng họ ra phòng công chứng xác minh và biết được sổ hồng đó là thật, căn nhà không thuộc diện tranh chấp. Hơn nữa, giữa giấy tờ tùy thân của họ cũng toàn là bản gốc và chính chủ. Tuy nhiên, để chắc ăn hơn nữa thì tôi cùng với họ qua tận nơi để kiểm tra. Đây nhà tôi nè. Dạ ông bà chủ mới về. Con cứ đi lên lầu đi để chú có khách. Tôi xin phép anh chị cho tôi đi xem thêm cái phần ở trên của căn nhà được không? Dạ, anh vô coi đi nha anh. Sau khi đi một vòng để kiểm tra, tôi thấy căn nhà đúng như thông tin trong sổ hồng miêu tả. Lúc tôi đến, có một người giúp việc chạy ra chào hỏi rất lịch sự rồi mời chúng tôi vô nhà. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường, khiến cho tôi không có bất cứ nghi ngờ gì cả. Ra nhà của tôi nè, anh xem coi thông tin có đúng trong sổ hồng không? Trong sổ hồng thì tôi cũng có xem qua rồi. Thì với cái giá trị của căn nhà này á thì tôi cũng có xem qua. Bây giờ tôi đồng ý cho anh chị vay tiền, nhưng tôi muốn biết á thì anh chị vay trong khoảng bao lâu? Tôi vay trong vòng 3 tháng à. Lấy hàng về tôi đẩy ra là tôi trả lại liền. Thì trước khi cho anh chị vay á thì tôi nói về vấn đề lãi suất một tí. Nếu anh chị vay với số tiền 5 tỷ thì bên tôi sẽ tính lãi suất là 2% mỗi tháng. Nhưng tôi sẽ chích lại 350 triệu. Trong đó có tiền lãi suất với tiền quỹ hồng của môi giới luôn. Với cái tài sản mà anh chị thế chấp á là căn nhà này theo cái địa chỉ của trong cuốn sổ hồng này. Sau thời gian 3 tháng, nếu anh chị không hoàn vốn lại cho tôi á thì tôi sẽ làm thủ tục sang tên và bán lại cho người khác. Anh an tâm, tôi biết mà, nhà của ông bà tôi để lại, giá gì tôi cũng phải chuộc chứ sao để mất được anh. Thôi vậy giờ anh đồng ý rồi. Bữa nay mình ra phòng công chứng luôn ha.
chút nữa công chứng xong rồi anh tranh thủ anh chuyển tiền dùm cho vợ chồng em với. Tại vì hàng sắp về rồi mà em không có tiền sẵn trong nhà, lúc này kẹt quá trời à, giúp đỡ em nghe. Bình thường thì sau khi xong xuôi tất cả mọi thủ tục hồ sơ thì một ngày sau tôi mới chuyển tiền. Tuy nhiên khi đó thấy giấy tờ rồi tài sản thế chấp đều hợp lý, không có vấn đề gì. Hơn nữa hai vợ chồng đó cũng đang cần tiền gấp, nên tôi đồng ý là sau khi hoàn thành các thủ tục thì sẽ ra ngân hàng rút và chuyển tiền cho họ. Bây giờ mình ra nè, mình đi luôn ha. Uống nước cái đi. Bé ơi, xuống đóng cửa cho cô chú đi nè. Đi luôn ha. Tôi cùng hai người đó qua văn phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng giả cách. Sau khi xong xuôi hết thủ tục, tôi ra ngân hàng rút tiền và chuyển tiền cho họ. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Tuy nhiên 3 tháng sau đã gần hết hạn hợp đồng mà tôi vẫn không thấy hai vợ chồng đó liên lạc lại. Bữa nay tới ngày rồi mà điện không bắt máy là sao ta? Điện qua cho anh Tú coi sao. Alo, em nghe nè, có gì không anh? Em còn nhớ hai vợ chồng của ông Giang với bà Linh mà hôm trước em giới thiệu qua vay tiền bên anh không? Dạ nhớ, mà sao anh? Sao hôm nay tới ngày hôm qua ông thanh toán cho anh mà sao từ sáng giờ anh chờ anh không thấy vợ chồng ông đâu hết á, mà liên lạc thì lại không bắt máy nữa. À, hay là anh nhờ em á liên hệ với hai vợ chồng ông Giang á, hỏi ổng còn sao rồi em cho anh hay được không? Dạ được chứ, chờ em tí xíu nha, để em gọi rồi em báo lại cho anh liền. Alo, anh nghe nè Tú. Ừ, em gọi cũng không được luôn anh ơi. Ủa, tại sao kỳ vậy? Hôm nay đã tới hàng, tới ngày anh không thanh toán tiền cho anh rồi mà. Thôi anh ráng đợi tới ngày mai coi, nếu mà không được nữa thì em cứ làm như hợp đồng thôi. Nếu như mà ngày mai á mà anh liên hệ lại mà ổng không bắt máy nữa thì anh sẽ chiếu theo cái hợp đồng, rồi anh sẽ làm thủ tục sang tên cho bán cho người khác thôi. Ừ thì anh cứ làm vậy đi. Vậy thôi nha, bây giờ em đang có khách rồi em đi à. Cảm ơn em nha. Tuy không gọi được cho hai vị khách đã vay tiền, nhưng thái độ của ông chủ nợ vẫn rất bình thản, vì ông biết mình là người nắm đằng chui khi cầm trong tay giấy tờ của căn nhà thế chấp và bản hợp đồng vay tiền. Ông dự tính lên cơ quan chính quyền để sang tên căn nhà mà không hề hay biết rằng mình đã rơi vào bẫy từ lâu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hôm nay tôi tới đây gặp anh để nhờ anh kiểm tra giùm cuốn sổ này rồi làm số thủ tục sang tên giùm cho tôi luôn. Anh hiện là giấy của anh là không còn giá trị pháp lý nữa. Ủa tại sao kỳ vậy? Cái cuốn sổ này nó hợp pháp mà không có giá trị pháp lý là sao? Anh có thể nói rõ hơn cho tôi hiểu được không? Dạ, cuốn sổ này đã được cấp lại rồi anh. Còn cấp lại là sao anh? Cách đây một tháng cũng có người đến đây xin cấp lại quyển sổ này. Chúng tôi đã đưa người xuống xác minh thì đúng là sự thật, cho nên chúng tôi đã cấp lại. Và bây giờ là quyển sổ này không còn giá trị pháp lý nữa. Tại sao có chuyện như vậy được? Cái hôm mà trước khi tôi cho vay á, tôi có đi xác minh nhà và quyển sổ này đều hoàn toàn hợp pháp hết, rồi tôi mới cho vay. Lúc đó đâu có tranh chấp gì đâu mà sao lại giờ có vấn đề là cấp sổ khác là sao hả anh? Dạ thôi thì bây giờ cách nhanh nhất là anh cầm quyển sổ này đến với hộ gia đình đây để hai người đối chất. Có gì thì hai người đến đây để chúng tôi giải quyết nha. Được rồi, cảm ơn anh. Lúc đó tôi tức lắm,
Tôi nghĩ rằng hai vợ chồng đó đặt sổ hồng của căn nhà để giấy thế chấp, sau đó dùng mánh khóe báo với cơ quan chính quyền để được cấp lại sổ mới. Tôi vội vàng đến tận nhà họ để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tuy nhiên, khi tôi đến nơi thì không gặp mà gặp một người đàn ông khác tự xưng là chủ nhà. Anh kêu ông Giang ra đây nói chuyện với tôi chút xíu đi. Tôi là Giang, là chủ căn nhà này. Làm sao có chuyện đó được? Cái anh Giang mà dây của tôi 5 tỷ á là cái ông kia, không phải là anh. Hôm trước ông có qua bên tôi á, hỏi dây 5 tỷ và có cho đưa cái cuốn sổ hồng này, và có dẫn tôi tới đây xem căn nhà này. Và sổ với căn nhà đều là hợp lý hết, cho nên tôi mới đồng ý cho vay. Cái hôm tôi tới đây xem nhà đó là có một con bé giúp việc ở trong nhà này nữa. Tôi hiểu rồi. Sau khi nói chuyện một hồi, tôi mới dần hiểu ra vấn đề. Ông ta nói cách đây 3 tháng, ông ta có đánh rơi cuốn sổ hồng và đăng lên các phương tiện truyền thông để tìm lại nhưng không thấy, nên đã lên cơ quan chính quyền xin cấp lại. Ông ta lấy cuốn sổ hồng mới ra cho tôi xem và còn đưa rất nhiều giấy tờ khác để chứng minh ông ta là chủ nhà thật. Đến lúc này tôi mới biết là mình đã bị lừa và vội vàng lên cơ quan công an để trình báo. Vậy là sau khi nạn nhân lên trình báo, cơ quan công an bắt đầu điều tra thì mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Hai kẻ lừa đảo đã nhặt được bộ giấy tờ, trong đó có cuốn sổ hồng của nhà ông Giang, và lên kế hoạch để lừa đảo. Bọn chúng đã vô cùng tinh vi khi tìm gặp và mua chuộc người giúp việc. Từ đó, bọn chúng có thể đi vô nhà một cách thoải mái, cũng như là biết được thời gian mà chủ nhà thật đi vắng, và dựng lên một cái bẫy vô cùng tinh vi dành cho nạn nhân. Sau khi kế hoạch thành công và có được tiền, hai kẻ lừa đảo cùng người giúp việc vội vàng cao chạy xa bay. Tôi không thể ngờ là mình lại bị lừa như vậy. Chỉ tại kế hoạch của bọn chúng quá hoàn hảo và tinh vi khiến tôi không thể phát hiện ra. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì tôi mới nhớ lại những cử chỉ đáng ngờ của hai kẻ lừa đảo cùng với người giúp việc. Chỉ tại lúc đó tôi thấy bản hợp đồng quá béo bở, khi giá trị căn nhà lớn hơn số tiền cần vay rất nhiều nên đã không để ý những chi tiết đó. Đây cũng là một bài học lớn đối với tôi. Sau này tôi phải cẩn thận hơn trong mỗi lần cho vay tiền để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.